Kính chào quý vị và các bạn. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu ở văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn những cái nội dung về việc khởi kiện đến tòa án. Như chúng ta đã biết rồi, tôi cũng đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn một số đơn khởi kiện về ly hôn, về con chung và tài sản chung, cũng như khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất. Như vậy thì chúng ta biết rằng có rất là nhiều những cái phương án để chúng ta khởi kiện ở tòa. Ví dụ như sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta có những cái phương thức như là chúng ta sẽ nộp trực tiếp ở tòa. Thực ra thì thú thật với quý vị và các bạn, cho đến nay trong hơn 10 năm lành nghề thì tôi thường là trực tiếp nộp ở tòa. Cái thứ hai là gửi đến tòa án theo đường bưu chính. Thì không biết mấy anh chị em luật sư khác có kinh nghiệm hay không, nhưng riêng tôi không sử dụng con đường này. Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử và thông tin điện tử nếu có. Cái này thì tôi cũng không rõ luôn. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi, cho đến thời điểm hiện tại, ở đây là bộ luật các bạn ha, đây là bộ luật tố tụng dân sự. Bộ luật tố tụng dân sự là cái gì các bạn biết không? Là những cái quy định về hình thức, về nội dung của một cái phiên tòa, giống như trình tự một phiên tòa, cái thủ tục là tống đạt cho đương sự cái gửi đơn ở tòa án. Thì chúng ta biết rồi, hiện cho tới thời điểm hiện tại thì sau khi chúng ta chuẩn bị hồ sơ xong thì chúng ta có ba hình thức là nộp trực tiếp ở tòa. Thì hồi nãy khi mà cái tựa đề title là chúng ta sẽ gửi ở đáng án tòa án huyện Củ Chi các bạn ha, rồi tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta sẽ gửi đơn. Và cái nội dung thứ hai là cái ngày khởi kiện là cái ngày đương sự nộp đơn khởi kiện ở tòa án. Cái này thì rõ rồi, mình không có cần phải chứng minh chứ. Ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn ở tòa án. Ở cái video lần trước thì tôi cũng đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn những cái nội dung là ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn ở tòa án. Cho nên bây giờ vấn đề nằm ở chỗ là mình khỏi cần ghi. Nói chung là ngày nào mình đi mình nộp thì mình ghi ngày cũng được các bạn ạ. Cái này là để dành cho những anh chị em nộp ở bưu điện. Trường hợp không xác định được ngày tháng theo dấu bưu chính thì nơi gửi là cái ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức bưu chính. Cái điều này quý vị và các bạn biết không? Để tránh như thời hiệu. Ví dụ như trước đây là thời hiệu khởi kiện là 10 năm. Thì tới cái ngày, ví dụ như cái người mà mất các quý vị, cái người mà phát sinh thừa kế là người ta chết vào ngày 1 tháng 1 năm 2000 các bạn ạ. Nhưng mà cái tới ngày mà đến văn phòng luật sư là đã ngày 28 tháng 12 năm 2009 rồi. Cho nên buộc lòng chúng ta phải lấy cái dấu để tránh mất thời hiệu, hết thời hiệu khởi kiện các bạn ha, hết thời hiệu thôi. Chứ còn trong trường hợp này thì cũng không cần lắm. Hoặc là một số trường hợp các bạn biết không, giống như là khiếu nại những cái quyết định mà nó có thời hạn thì chúng ta chuẩn bị bằng cái con đường là gửi bằng cái qua hình thức là đường bưu chính. Rồi, đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp người khởi kiện gửi đơn bằng phương tiện trực tuyến thì ngày gửi là ngày đơn khởi kiện. Thú thật với quý vị và các bạn, tôi gửi đơn khởi kiện rồi lại bổ sung đơn khởi kiện. Rồi đủ thứ mọi cái hết á. Rồi chứng cứ nữa các bạn. Chứ không có, chứ không phải là bây giờ mình cứ nộp qua đường bưu điện thì là đủ. Quý vị và các bạn ha, còn rất là nhiều những cái thủ tục nhiều khê trong cái vấn đề này. Rồi. Thôi cái này thì chúng ta không cần quan tâm nữa. Trường hợp chuyển vụ án cho vụ quý khác thì này thôi, chúng ta không quan tâm. Tôi đang hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái khởi kiện ở tòa án. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái phần hướng dẫn khởi kiện ở tòa án, chúng ta sẽ gửi bằng hình thức nào? Tôi trong mấy phần video này tôi cũng có hướng dẫn cho quý vị và các bạn bằng tiếng Anh. Đây các bạn ha. Today I tell you about, if you have a problem you can go to the courts and you know
I think there are three ways you can go to the court. Submission of lawsuit, petition to courts. In according to civil law, there are three ways: direct submission at the court. Yeah, and the second way you sending to the court by post, and the third thing, send through e-post of the court. You remember date of the initiation of the lawsuit is day of the week the court receive the petition submit by involved party or the date written on the sheet of the post office where the petition are sent from. Yes, of course, today I tell you about some information about submission of lawsuit petition of to the court. Some of information about if you have a problem, you want to submission of lawsuit, you go to the court. Yeah, I am introduce myself. My name is Thu. My full name is Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. I'm live in Củ Chi District, Hồ Chí Minh City. I have a office. Yeah, I think I have a 10 years opportunity in my career. Some people talk to me, some people in Vietnam like that. My hobby are listening music. My hobby are swimming. But my hobby are making video. Yeah, that's all. I think. Yes, it's the first time some have pronunciation have problem. Help me if you can. Bye bye. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem những cái video. Những cái video còn rất là nhiều những cái lỗi cơ bản. Tuy nhiên, thông qua cái video, mình có thể chuyên ngành về kiến thức luật, về tiếng Việt. Tuy nhiên, tiếng Anh đây là một cái sân chơi. Và tôi cũng thấy rất là nhiều rồi. Chưa có ai có một cái sân chơi này. Hy vọng rằng là chúng ta có thể kết nối một số anh chị em tiếng Anh có thể kết nối với tôi thông qua số điện thoại là 0903 392 861. Xin trân trọng cảm ơn. Thanks for listening. Nói với tôi thông qua số điện thoại là 0903 392 861. Xin trân trọng cảm ơn. Thank for listening. Thank for listening.